Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm sống ở trong một căn nhà có hai con chó. Mình sẽ đưa các bạn đi qua những cái routine của nhà mình trong một ngày cuối tuần thì nó sẽ bao gồm những cái hoạt động gì, mình sẽ làm những cái hoạt động đó ra làm sao và cái cuộc sống của gia đình mình nó như thế nào. Buổi sáng các cô chú. Không, bắt tớ đặt ra. Bắt chưa, come here. Chào cô chú nào. Sit down. Nếu như mà các bạn lần đầu tới với cả kênh của mình và chưa biết mình là ai thì mình là Ben Nguyễn, hiện tại mình đang sống ở Sài Gòn cùng với cả Crumpet và Butter. Crumpet là cô ghi và Butter là chao chao. Mình mang hai đứa từ bên Nhật về. Khi đến với cả kênh của mình thì các bạn sẽ được xem về cuộc sống của mình với cả Crumpet với cả Butter và người yêu của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái routine của nhà mình thì nó cũng thay đổi khá là nhiều rồi. Bây giờ thì buổi sáng là mình có nhiều thời gian hơn để mình làm các cái công việc thủ tục các thứ cho bản thân trước khi phải dắt bọn nó đi ra ngoài đi vệ sinh. Từ hồi sống ở bên Nhật là bọn mình đã huấn luyện cho bọn nó là đi vệ sinh ở trong nhà. Hồi đó buổi sáng nếu như mà chưa kịp đi ra ngoài mà bọn nó mót đi luôn ở trong nhà. Khi mà mình chuyển về Việt Nam và bây giờ mình cho tới thời điểm bây giờ là mình đang sống ở đây, nó không còn đi ở trong nhà nữa rồi. Thói quen đó nó tự nhiên nó biến mất. Mình cũng không dạy là bọn nó phải nhịn để đi ra ngoài. Cho nên là buổi sáng mình có nhiều thời gian mình thư thả được hơn. Mình chọn cái khu này là bởi vì nó có một cái công viên rất là rộng ở ngay trước nhà. Nó cũng khá giống với cả cái nhà cuối cùng mà mình ở bên Nhật cùng với cả bọn nó. Nghĩa là đi ra ngoài là có một cái công viên ngay. Bọn nó cũng cảm thấy như là bọn nó đang ở lại cái cuộc sống ngày xưa của bọn nó. Thì bình thường một ngày là mình cho bọn nó đi 2 lần. À, buổi sáng với cả buổi tối. Buổi sáng thì là trước khi mình đi làm, còn buổi tối thì là sau khi mình đi làm về. Buổi sáng là do mình không có nhiều thời gian lắm, với cả do trời nó cũng nắng với cả nóng á. Mình thường cho bọn nó đi ra công viên khoảng tầm 15 phút thôi là bọn nó ok rồi. Và sau đó thì là mới đi về và ăn sáng. Đây là cái công viên mà mình nói này. Nếu như mà buổi sáng mà không có thời gian thì mình chỉ dẫn cho bọn nó đi đến cái chỗ đoạn mà có cái cầu gỗ này thôi. Còn buổi tối thì là mình sẽ thường là bọn mình sẽ dắt bọn nó đi cả một vòng công viên như thế, là nó sẽ rơi vào tầm là 1 tiếng. Bọn nó được tập thể dục rất là nhiều. Nếu như mà các bạn follow TikTok của mình thì các bạn cũng hẳn nhớ là mình đã từng chia sẻ về cái cách mà mình cho bọn nó ăn sáng và cả ăn tối nó khác nhau như thế nào. Bình thường là buổi sáng thì là mình cho bọn nó ăn hạt khô với cả một xíu sữa chua, và sữa chua này là sẽ là sữa chua mà không có đường. Còn buổi tối thì là cũng vẫn là những cái hạt khô như vậy, thế nhưng mà mình sẽ cho ăn thêm pate. Đó là cái routine mà mình đã làm mấy năm nay rồi. Nhưng mà hôm nay thì nó hơi khác biệt một xíu, tại vì mình vừa mới hết sữa chua và chưa có mua được, với cả nhân dịp là bạn mình tặng cho cái này, cho nên là bây giờ mình sẽ cho cái bọn nó ăn cái này, thịt vịt với sốt, ngon ghê ha. Mình dùng cái bát xoáy này cho Crumpet, tại vì Crumpet nó có một cái thói quen ăn rất là nhanh và nó không nhai kỹ như là Butter, cho nên là mình dùng cái bát này để giảm cái tốc độ mà nó ăn thì nó sẽ có lợi hơn cho cái hệ tiêu hóa của nó. Còn Butter thì nó sẽ phải dùng một cái bát nó cao như thế này để cho nó không phải cúi nhiều, nó sẽ làm cho cái việc ăn của Butter nó thoải mái hơn. Còn cái lý do mà mình thường cho bọn nó ăn sau khi mà đi bộ buổi sáng về là bởi vì cái lý do thứ nhất đó là nếu như mà các bạn cho bọn nó đi buổi sáng như thế, coi như đó là đi tập thể dục buổi sáng, và nó sẽ có một cái sự hoạt động như thế, nó sẽ làm cho bọn nó khi mà bọn nó ăn sáng nó sẽ thích ăn hơn. Và đó cũng là một cái cách mà mình hay chỉ cho những cái bạn mà có chó kén ăn hoặc là lười ăn, thì là mình sẽ khuyên là đi tập thể dục trước hoặc là đi hoạt động một cái gì đó trước, để hoạt động xong nó sẽ cảm thấy đói và nó sẽ muốn ăn hơn là bình thường. Cái lý do thứ hai đó là khi mà ăn no xong
và đi tập thể dục như thế, và nếu chẳng may mà nó tự nhiên nó nhìn thấy một cái gì đó và nó chạy và nó hoạt động rất là mạnh và nó sẽ có khả năng làm cho cái dạ dày nó bị xoắn lại và nó sẽ gây ra hiện tượng bloat trong tiếng Anh. Thì cái này mình đã từng có làm một cái video trên TikTok rồi. Hai đứa nhà mình Crumpet với cả Butter thì nó không có kiểu thuộc dạng nghịch với cả nó chạy nhảy nhiều, cho nên là kể cả nếu mà mình cho bọn nó ăn trước và đi sau thì cũng không sao. Nhưng mà với những nhà nào mà có chó mà nó rất là năng động và nó rất là hay thích chạy nhảy các thứ thì nên là cho đi trước, sau đó thì mới về nhà ăn. Cũng giống như kiểu mình hay bị bố mẹ mắng là mày ăn xong rồi mày đừng có chạy nhảy, không có nó bị sóc bụng á, thì nó cũng là kiểu dạng như vậy. Trong lúc mình cho bọn nó ăn sáng thì ông Tây đã mua cho mình đồ ăn sáng. Mấy giờ rồi? Thực ra bây giờ đã 12 giờ rồi. Ở đây sẽ gọi là brunch của mình. Đây là tình hình thực tế mỗi khi nhưng mà nhà mình ăn. Đúng là cũng sẽ có những cái gương mặt như này canh trực ở dưới chờ xem là có đồ ăn rơi xuống không hoặc là ai cho ăn không. Butter thì hôm nay nó đi bộ về nó hơi mệt nên là nó mới không ngồi nó canh mình. Chứ bình thường là cả hai đứa bốn cặp mắt nó nhìn mình cơ. Ê, Esitang, Butter nó lại nhắc cô chú là nếu như mà cô chú nào mà còn chưa subscribe cho kênh của bố cháu thì hãy làm ngay ở cái nút ở phía dưới. Tại vì subscribe là miễn phí mà, đâu có mất phí gì đâu, nhở? Hôm nay đã là chủ nhật, mình sẽ phải hút bụi nhà, chải lông cho Crumpet và sau đó là tắm cho Crumpet nữa. Tại vì đã đến lúc người nó bắt đầu hôi rồi, cho nên là mình sẽ cho các bạn xem luôn cái quá trình mình tắm Crumpet và sấy nó như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng đi dọn dẹp với nhau nha. À quên, trước khi mà mình dọn dẹp thì mình sẽ cần phải cho mọi người xem một cái khu để đồ ăn pate của mấy đứa, trữ đông cho bọn nó. Và mỗi khi mà mình cần, cho nên là mình sẽ mang cái này ra ngoài để giã đông và chờ đến tối, và đến khi mà đến giờ ăn thì mình sẽ bắt đầu xào lên cho bọn nó. Mình đã nói rất là nhiều ở trên TikTok của mình đó là Corgi là một giống chó rất là rụng lông. Nhà mình tuy là một cái không gian nó nhỏ như này thôi, có 2 phòng ngủ và tổng diện tích thì nó sẽ rơi vào tầm 90m2. Thế nhưng mà mình phải có 2 cái máy hút bụi lận. Mình có một cái robot hút bụi ở đây và mình có một cái cây hút bụi Dyson. Thông thường khi mà dọn dẹp ở trong nhà thì trước tiên mình sẽ cho con robot nó chạy một vòng để nó hút hết tất cả những cái lông ở trên sàn này. Sau đó là mình sẽ hút thêm cái máy Dyson kia nếu như mà mình cần. Đây là cái ghế MG mà có thể gặp lại được, mình mới mua để mình có thể ngồi làm việc ở cái khu phòng khách này. Và nhìn này, chỉ có mới mấy ngày thôi mà đã đầy lông như thế này. Mình điều khiển cái con robot đó ở trên cái điện thoại của mình thì mình có thể chọn là mình muốn nó dọn cái khu vực nào. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cần nó dọn cái khu vực phòng khách này thôi, thì mình sẽ ấn nó vào cái khu vực phòng khách này. Đó, đây là khu vực phòng khách, đây là cái chỗ cửa ở kia, và đây là cái khu bếp. Rồi mình sẽ ấn chạy một phát thì nó sẽ bắt đầu nó chạy ra và nó dọn cho nhà mình. Trong lúc cái con robot kia nó đang chạy thì mình sẽ giới thiệu thêm một cái. Trong lúc cái con robot kia nó đang dọn vệ sinh thì mình sẽ giới thiệu thêm một cái chức năng nữa mà cái máy Dyson này nó có mà mình rất là thích. Đó là nếu như mà các bạn tháo cái đầu mà bình thường nó là cái đầu dài mà để hút bụi á, và mình có cái đầu này cũng là của Dyson và họ bán chính hãng ở đây nha. Thì cái đầu này đó là cái đầu chải lông cho thú cưng, các bạn thấy không? Là nó có, khi mà mình ấn vào là nó sẽ ra những cái đầu lược để nó chải cái lông như thế này. Thì khi mà các bạn gắn cái đó vào cái máy này và chải sau đó hút thì nó sẽ không có bị rụng lông ra ngoài, và nó sẽ khác với cả cái lược bình thường là mình sẽ không phải tự kéo nó ra để mình vứt vào sọt rác, mà nó sẽ hút luôn vào trong cái bình chứa rác này, và sau đó là mình sẽ gom tất cả lại và mình đổ đi luôn. Kiểu dạng lông dài của Crumpet á thì là cái máy này sử dụng ok, nhưng mà nếu mà mình chuyển cái máy này sang dùng cho Butter thì cái lông chao chao nó hơi xoăn xoăn một xíu, kiểu dạng như là nếu như mà các bạn lấy những cái bông cốt tông á, các bạn xé nó ra thì nó sẽ là wow. Nếu như mà các bạn xé những cái bông cốt tông ra thì nó sẽ giống cả cái lông của con Butter. Thì cái máy này nó lại không sử dụng được lắm so với cả những cái lông như là lông của Butter. Come here. Có cái lông ở đây xong, mình chỉ cần ấn cái nút hút. Kỳ diệu chưa? Sau 5 lượt chải thì đây là cái số lông mà mình tích góp được từ người con Crumpet. Ghê chưa? Đây là Crumpet sau khi mình đã chải lông xong, rất là gọn gàng, nhìn này. Thấy mướt không? Thực ra mướt này là do tóc bếp đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi tắm cho nó. Mình vừa mới đổ từ cái con robot ra. Đây là cái chỗ mà nó hút được này. Còn phía dưới là cái hồi nãy mà mình hút của Crumpet nha. Thấy không? Cả 2 cái máy mà nó hút được từng này lông. Quang Vy, ready for shower?
Smile. Được rồi, PS. Và để tắm cho con pet thì là mình sẽ cần có đúng một cái này thôi, đó là cái găng tay chải lông này, sữa tắm. Cái chai này thì không có nhãn bởi vì đây chỉ là cái chai mình đã review thôi. Đây là một cái loại dầu tắm mà cực kỳ thơm mà mình đã tìm được và mình đã sử dụng nó trong vòng 4 năm nay. Bình thường thì mình chỉ có tắm cho con pet ở nhà thôi tại vì nó rất là dễ tắm vì nó nhỏ. Còn Butter thì mình phải cho ra hàng. Chắc chắn là nếu như mà bạn nuôi chó, bạn sẽ nhìn thấy cái găng tay này rất là nhiều rồi. Và người ta hay quảng cáo là cái này khi mà chải xong một cái là lông sẽ bám hết vào đây, là mình sẽ có thể bóc ra. Thì mình đã tin vào cái đó và mình mua cái này. Và cuối cùng là mình đã thử như thế và mình không thấy có một cái hiệu quả gì cả. Và mình nghĩ là đây đúng là một cái scam. Mình mới phát hiện ra đó là cách dùng sai. Đó là mình dùng cái này trên lông khô. Và từ khi mà mình chuyển sang cái này dùng để tắm là những cái đầu này này là nó sẽ đánh bọt lên rất là nhanh, cho nên là mình sẽ dùng một cái găng tay như thế này thôi, đánh bông cái dầu tắm lên, sau đó tất cả những cái lông khi mà nó ướt á thì nó mới dính được vào đây, dính xong mình mới có thể bóc ra và nó sẽ ra được thành theo mạng như đúng là cái quảng cáo mà người ta quảng cáo ạ. Cho nên là mình xin lỗi là mình đã nghĩ đây là một cái scam nhưng thực ra là mình cho mình dùng sai. Hoàn thành xong rồi. Giờ lau người một xíu, sau đó sẽ ra ban công và sấy. Go to bed. Đây là cái trò mà con pet nó suốt ngày nó làm. Đang lộn lăn lộn trên cái giường này là lý do vì sao mà mình đã phải mua một cái giường mới để cho nó làm cái trò này. Cái giường này cũng không phải rẻ nha. Cái giường này mình mua mất 900.000 đó. Đây đã chuẩn bị xong. Sấy xong thì sẽ đến cái bước cuối, đó là xịt cái dưỡng lông này. Đấy, cái này cũng thơm cực kỳ luôn á. Một cái combo mà tắm cái sữa tắm mình vừa mới nói và kèm theo cả cái xịt dưỡng lông này thì nó phải thơm đến cả tháng ấy chứ, đừng đùa. Còn đây là cái thành quả này. Bây giờ xem mình bóc nha. Còn ngày xưa khi mà chải lúc mà lông nó khô á, chả ra một cái gì luôn. Thì hóa ra cái cách dùng nó là như này cơ. Đây là mình đã chải lông rồi nha. Hồi nãy nhớ không? Mà tắm xong vẫn còn nhiều như thế này. Thành quả của buổi tắm ngày hôm nay. Cái cây này nó ở trong cái góc này, xong rồi cái hướng nắng nó ở đây, cho nên là bây giờ nó đang nghiêng hết về một phía để đón cái ánh nắng á. Thế nên đáng nhẽ là mình đã phải mua thêm một cái cọc ở đây để mình cắm nó vào, để mình dựng cái cây nó lên như thế này. Còn bây giờ thì tới giờ grooming. Sau khi tắm xong thì mình sẽ rũa móng tay cho nó. Như hôm trước mình có khoe ở trên TikTok là mình mới mua được cái máy này. Thì cái máy này nó được cái là nó cắm điện, thế cho nên là mình không bao giờ phải lo là trong lúc mà mình mài móng mà tự nhiên nó hết pin. Thế cho nên là nó được cái lợi là chỗ đó. Mình sẽ để link ở phía dưới cho mọi người tham khảo. Khi mà bật lên thì nó sẽ như này. Vì sao mà mình dùng cái máy mài này thay vì cho cái kìm bấm là bởi vì tưởng tượng nha, cái móng tay đây nha, còn đây là cái kìm bấm. Cái kìm bấm khi mà nó bấm vào cái móng tay của mấy đứa, nó sẽ tạo ra một cái lực, nó sẽ đè xuống như này và sẽ làm cho nó có cái cảm giác rất là khó chịu. Và đó chính là một trong những cái lý do vì sao mà thường là bọn chó nó rất là ghét cắt móng tay, là bởi vì như thế. Nếu như mà dùng cái máy mà như thế này thì nó sẽ không tạo ra cái lực đè xuống cái móng, mà nó sẽ chỉ đi quanh cái móng tay như thế thôi. Nó sẽ làm cho mấy đứa nó không sợ cái việc vệ sinh móng tay nữa. Sen đã quá mệt mỏi cho cái sự dọn dẹp cả ngày, nên bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một xíu và mình sẽ đi massage chân, và sau đó bọn mình sẽ về dắt bọn nó đi vệ sinh, đi công viên. Everyone ready for a walk? Huh? You ready? Butter nó có một cái thói quen, đó là nó rất thích đi ở những cái bụi rậm với cả những cái chỗ mà nó kiểu nó rừng rậm, nó có nhiều cỏ như thế này. Giờ khi về nhà là mình sẽ phải rửa chân cho hai đứa.
One more. One more. Dinner time. Bây giờ mình sẽ nấu hai cái pate này. Thì cái pate này mình mua của High Raw. Cái vị hôm nay mình sẽ nấu cho bọn nó cực đỉnh tim heo. Đó, lần mẩn cả ngày bây giờ đã là 10 giờ tối và bây giờ mình mới có thời gian để chăm sóc bản thân mình. Bây giờ đi tắm rửa xong rồi đi chăm sóc da và buổi chiều một tí là đến giờ đi ngủ rồi. Cho nên là mấy cái công việc grooming mà kiểu li tí, tuy nó nghe là rất là nhỏ nhưng mà mỗi một công việc đã phải chiếm mất nửa tiếng rồi, cho nên là thường là mình gom lại cho nó vào thành một ngày. Chẳng hạn như là ngày cuối tuần như này mình sẽ làm từ sáng đến tối một mạch như thế để cho nó thành một cái routine luôn á, thì nó sẽ không bị lặp nhặt những cái ngày khác rồi những cái ngày thường còn phải đi làm các thứ, cho nên là mình sẽ không có thời gian để mình làm cái công việc đặc biệt như thế này. Cho nên là đó, cuối tuần của nhà mình là nó cứ chiều như vậy thôi. Nếu như mà các bạn đã xem tới cái phút này thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với cả mình và gia đình mình trong một ngày chủ nhật cuối tuần thư giãn và rất là nhiều hoạt động. Nếu như mà các bạn thích cái video này thì các bạn đừng quên ấn like và comment ở phía dưới cho mình biết là các bạn muốn xem nội dung gì nữa trong tương lai, và đừng quên subscribe cho kênh mình nha.